Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Dũng. Hiện tại thì mình đang ở Lotte Mart quận 11, nơi đang diễn ra cuộc thi Mukbang do Lotte Mart sản xuất. Thì hôm nay phần thử thách của mình là 4 món ăn tại đây, bao gồm món gà chiên, miến xào, cơm bò bulgogi và bánh gạo Hàn Quốc. Và mình cảm thấy rất là hào hức cho ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn vào ăn cùng mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ thử món gì nhỉ? Mình nghĩ mình sẽ ăn món gà đi. Món gà mình nghĩ là nó sẽ hấp dẫn với mình. Vừa nhìn vào món gà này, mình đã nhìn thấy là cái món gà này vẫn có phần trang trí rất hấp dẫn. Có rau salad này, rồi cà chua bi nha, cà chua bi Đà Lạt nhá, dưa leo nha. Và phần chính ở đây là món gà. Thì các bạn mình thử nha. Mới vị đầu tiên mà mình ăn thấy là bị gà nóng, mềm, mềm vừa đủ nha các bạn. Không phải mà mềm kiểu bở bở như các món khác đâu. Mềm mà vị tẩm ướp rất là hợp với khẩu vị của mình, chua chua, rồi cay cay, ngọt ngọt. Chắc chắn các bạn ăn món gà các bạn sẽ phải ghiền, thật sự luôn. Mình ăn món thứ hai nha. Để tránh trường hợp ngán mình sẽ ăn thêm miếng dưa leo. Dưa leo rất tươi nha bạn. Xin phép ăn món gà mình xin phép dùng tay cho dễ ăn. Va giòn giòn xong ăn cắn vào miếng nó béo béo mà vị rất là mềm, mềm vừa đủ luôn. Món gà này theo như mình biết ấy thì là món gà này là gà sốt canjang. Sốt canjang một loại sốt rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Bây giờ mình chuyển sang món khác nhá. Món tiếp theo mình sẽ ăn món miến đi, miến xào. Thật sự khi nhìn vào món miến này ấy, mình thấy cái cách trang trí này, cái cách design cái món ăn thì nhìn nội thấy hấp dẫn rồi, chứ cần thiết phải ăn. Mà trong này rất nhiều các nguyên liệu, rất nhiều mà đủ dưỡng chất luôn nha các bạn, đủ dưỡng chất luôn. Bây giờ mình xem này còn có gì nào. Miến xào, sợi miến này nhìn đúng là miến Hàn Quốc rồi, khác hẳn với miến Việt Nam mình hay ăn ở nhà. Có rau cải này. Bây giờ mình thử miếng trước nha. Thử miếng đầy đủ trước này. Đầu tiên là mình sẽ cho một ít miến, một ít miến xào. Đó. Hơi nhiều rồi. Đó. Thêm miếng gà. Thêm tí rau cho nhiều khoáng chất nhá. Mời các bạn nha. Mình cà chua màu mè này. Ngoài cà chua ra bên trong còn có cả ớt đỏ nhá các bạn. Ớt đỏ. Ớt này rất tốt này. Cảm thì hơi nhỏ. Nên là mình chỉ biết ăn. Xin mời các bạn nha. Các bạn dẫn mình không nào? Miếng rất giòn. Rất giòn. Thơm. Hấp dẫn. Mình hơi mình sẽ để sau. Và mình tiếp theo mình sẽ thử món bò. Món bò sốt bulgogi. Món cơm rất hấp dẫn nha các bạn. Các bạn nhìn vào. Các bạn để nhìn này. Trong này là có gì nhỉ? Mình nhìn trong này là có thịt cơm bò đấy, mà có thịt bò rồi. Bò này như mình nghĩ là bò Úc. Ăn rất mềm. Có trứng này. Trứng cắt thái chỉ nha. Có nấm, rau cải,
một ít kim chi, rồi thêm cả cà rốt. Và bên cạnh đó còn có trong này có hành và thịt băm và rất sốt chan lên này. Mình rất thích ăn cơm trộn, nó nhanh, là mình ăn đầy đủ dưỡng chất luôn trong một bát luôn. Nó ngon xuất sắc thật luôn. Nước chấm cái vị chua chua, mình rất thích nước chấm này, chua chua cay cay mà không phải nước mắm, kiểu ăn mặn mặn mà ăn kiểu nhạt nhạt rất vừa phải. Thịt bò mềm, thêm chút rau cải và cà rốt rất ngon. Bây giờ mình chuyển sang món thứ cuối cùng nha. Món này là món rất nổi tiếng rồi, khi nhắc đến Hàn Quốc là mình phải nhắc đến món này. Đó chính là món bánh gạo, bánh gạo cay. Thực sự ấy, mình chọn món này cuối cùng bởi vì sao? Bởi vì mình không ăn được cay. Thật bạn luôn, mình thực sự là mình không ăn được cay nên mình để thành món cuối cùng để cảm giác ăn mấy món khác nó, ăn món trước nó cảm giác nó hợp vị nhất, để có thể đưa ra một nhận xét cho các bạn. Nhưng mà khi mà nhìn món bánh gạo cay này thì các bạn nhìn thế nào? Trông rất đầy đặn luôn, mà màu sắc rất đẹp, màu đỏ đúng như kiểu mình ăn ở bên Hàn Quốc ấy. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình thử nha. Mình thử thì ok này. Wow. So chili. Rất cay bạn. Mình đã bây giờ mình đã hoàn thành xong thử thách mukbang do Lotte tổ chức. Đây là một trải nghiệm rất thú vị với mình. Mình ăn cái món mình yêu thích và sự là nó rất ngon, và các bạn nên thử thực sự luôn. Hơi no quá. Và qua đây mình sẽ xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Lotte Mart đã tạo ra một cuộc thi rất thú vị để mình có cơ hội được trải nghiệm và thể hiện mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình trong suốt của cuộc livestream này. Và mình là Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.